Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị có một bức tranh cát hình của nàng tiên cá Ariel đây. Wow, rất là khó mà chị tìm mua được bức tranh cát này đó. Đây là nàng tiên cá Ariel xinh đẹp của chúng ta. Và bây giờ các bạn nhỏ ơi, chị sẽ bắt đầu tô màu bức tranh cát này nhé. Thank you.
Thân mến ơi, thế là chị chim xinh đã hoàn thành xong việc tô màu bức tranh cát. Nàng tiên cá Ariel đang cầm bông hoa hồng rồi nè. Ở đây chị chim xinh không có đủ màu cho nên chị sẽ sử dụng những cái màu mà chị đang có nha. Nếu mà thấy đẹp thì like video và ủng hộ kênh chị chim xinh với nhé. Còn bây giờ thì chị chim xinh xin chào tạm biệt các bạn nhé.